Google của anh em ơi. Xin chào tất cả anh em. Em câu nha anh em. Hôm nay đánh hầm cá ở một cái địa hình rất là trống trải nha anh em. Đây mình sẽ chọn mồi là cá sắt. Ao này tương đối là sâu nên là mình đánh con Ogochi 14 gram nha anh em. Đánh Ogochi 14 gram lưỡi 6. Đây. Sơn công nghệ Nhật nên là màu sơn rất là đẹp luôn nha anh em. Màu sơn này là rất là khó bong chóc. Lưỡi 6 nha anh em, BKK 6. Cực kỳ chắc chắn luôn. Mình sẽ móc lỗ giữa nha nè, lỗ giữa đi tương đối sâu, rung đều. Mình đánh dây Super Gio 1.0 nên là ném rất là mượt, rất là xa luôn nha nè. Này ném vừa chứ ném hết cỡ thì qua bên kia chuyện bình thường. Quá dùng sớm quá gì. Lên hàng anh em ơi. Yeah. Lên hàng anh Tôn ơi. Đây. Rồi mình trả cái nha anh em.
Google của anh em ơi. Google nha anh em. Đây. Google rồi. Cái sắt nha nè. Google chi 14g. Lên hàng anh Tông. Trời ơi trời. Đầu bự lắm mà. Tôi chạy e đến đầu bự. Ủa sao anh không bỏ hàng cá anh vô luôn đi. Chán theo bể thiệt. Trên đâu mà vô cá lớn rồi. Đóng phát chín hai lưỡi luôn. Gỡ cái này mày.